Rồi để mẹ lột cái vỏ này ra rồi con tạo cho gọt cho nó lớn lại rồi mình lột. Cho đừng có bụi. Rồi nè con. Lấy thì dâu Thái con không lấy. Dâu Thái nó vậy. Rồi đi ơi, con để hai cái dừa lên bàn, hai mẹ con mình đi sắp ăn đi. Này đi, ăn cho nó đủ luôn. Nhưng mà nhỏ cho nó ngọt nó ngon lắm á. Mẹ ơi, cái này lột sao mẹ? Ủa con không biết lột, để mẹ lột cho con đi nặng dừa đi. Để nó con không biết làm cái dính lông nữa. Măng này lột thì phải khứa trước vậy nè, đường gạch đường lột cũng dễ. Mẹ ơi, cái này làm sao mẹ? Con quay cái mắt đó đó con lấy cái tay con bụm cho cái mắt con mở nó không? Đó là không. Cái này nè. Nè con bụm cái mắt này nè, con đập trên này nè. Lấy cái tay này nè. Ủa con đập tay trái hả? Ở tay mặt mà. Đúng không? Con cầm dao tay mặt. Ừ, bụm cái lỗ đó lại đập ngay cái mắt ngay đây. Nè cái lần này nè, con bữa xuống. Con xem cái lần này nghe. Mẹ nó vẽ nè mẹ. Ừ, đập cũng khéo quá đó chứ. Lần thẳng bon luôn, lần thẳng bon. Con chảy ra luôn nha. Ừ, con chảy ra luôn nha. Có mộng nữa nè. Nó ngon ghê rồi. Rồi mẹ ơi, ông phải gì? Để xuống chả đại đi con, nước vừa khô bỏ mà. Đại đi. Trời, miếng bự miếng nhỏ luôn rồi. Để nó đi.
nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê nha. Hôm nay thì hai mẹ con mình sẽ làm bánh xèo nha cả nhà. Chào cả nhà. Rồi đó giờ con có làm bánh xèo lần nào trên đi? Dạ chưa, mẹ ơi, con có thấy người ta làm. Vậy bữa nay hai mẹ con mình làm ha. Dạ. Thì bánh xèo thì hôm nay mình có chuẩn bị một bịch bột nha cả nhà. Nhà mình cũng ít nữa, mình làm bịch bột này cũng đủ gia đình mình ăn rồi. Đó, mình ở đây mình có hẹ nè. Sau hẹ mình có hai mục măng, mình đi vô mình làm bánh xèo măng tre luôn ha. Chứ mua một ít giá. Ở đây mình có một ít thịt heo nè, với một ít tôm. Rồi bây giờ con đi dắt nước cốt dừa đi ha. Đi mẹ đi sắc măng. Dắt vô đây ha mẹ. Rồi con dắt vô đây nè. Đây này nước cốt nhất với nước cốt nhì con dắt đại chung vô luôn ha. Dạ. Con đừng dắt nhiều quá. Mình bỏ vô muối, mình bỏ muối vô nước ha. Để mình ngâm măng tre lên cho măng nó đừng có đen ha. Làm bánh xèo béo béo nó mới ngon cơ. Dừa nhiều mà, ở nhà mình ở đây dừa nhiều lắm. Bà hỏi mua bột chiên giòn thêm không? Bỏ bột chiên giòn vô thì nó cứng. Đi làm bánh xèo anh ơi. Xèo. Thấy sao hè có một măng, hai một măng nè. Non quá à. Sắn hai mục. Sắn hết hai mục luôn rồi nè. Măng mới nó trắng tươi luôn á. Này ăn ngọt lắm á. Rồi con đổ từ từ vô. Đổ chừng phân nửa thôi rồi cái con quậy ra cho nó coi nó vừa chưa. Tính mua hẹ không có tính mua hành. Đi chọn cái hành luôn à. Đã nhìn những cái con nữa. Người ta làm bánh xèo á có bia với hột gà nữa. Mà mẹ hồi đó giờ mẹ làm đơn giản nha. Không có làm cầu kỳ ba cái bia đâu. Bánh xèo này làm mà chủ yếu ăn nhân với rau với nước chấm thôi. Với bột mình pha nước cốt dừa nhiều là ngon.
mẹ, cái gì được không mẹ? Gì được rồi đó con thêm một ít muối với ít bột ngọt vô đi. Một muỗng muối nha con. Một muỗng à? Ừ, muỗng đó đi. Rồi thêm muỗng bột ngọt nữa rồi. Rồi con vậy đâu. Rồi con bưng cái này đắng con vớt con thả vô cái nồi nó luộc đi. Măng này không trụng nó bị đắng. Đúng. Bị nhẫn. Rồi. Có xả là không có sao đâu, có mặn như thế này. Rồi con lấy tôm với thịt để mẹ đi. Rồi tỏi vàng rồi mình cho tép vô để mình để cho nó thơm nha. Rồi tép nó đỏ đỏ rồi nè, giờ mình cho thịt vô mình xào luôn. Vô một ít nước mắm. Tôi vô nước bột ngọt luôn. Tôi vô nước đường cho nó lạnh đà. Rồi coi cái măng nó chín chưa anh? Thôi rồi. Coi anh chín chưa, ăn chừng nào nó hết nhẫn thì anh ra nước đỏ. Con bỏ hẹ vô đi. Con bỏ hẹ luôn đi nè. Bỏ giá vô luôn. Còn cái chảo nhân này. Con lấy đồ con khều xuống đi nè. Thank you.
rồi mẹ đâu thử cái rồi con đổ ăn đi. Dạ. Rồi, bây giờ mình cho nhân vô. Thôi đựng cho Ni rồi. Rồi, con đổ được trên đi. Mấy mẹ đổ cái nữa cho con. Bắt cái chảo không? Nó mỏng bột nó là lỏng cái mình dễ bắt. Chín. Rồi mẹ thay dầu rồi nè, con vô con đổ đi. Rồi nó nóng nóng cái chảo rồi tôi còn đổ. Bên đây con úp qua mình bển. Cái bảo đâu vậy? Dở dở chảo lên để đi. Rồi.
chim bọt con đổ bọt trắng vô phía ngoài gì vậy phía ngoài vô. Ừ, lắc về dài chứ gì phía ngoài. Con cầm cái cháo không nổi. Quá đẹp luôn các bạn. Xe. Ông trên đây ơi, dạ sao ăn không con? Sao? Rồi đi để xuống đó thì bữa tan luôn con ơi. Và cái nhà ơi, món bánh xèo nhân tôm thịt của mình đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay hơi trễ hả? Đây là bánh hơi trễ. Đây cũng lấy gắt nè. Người dễ đi con. Dễ đi. Dễ hả? Còn của mẹ đâu? Mẹ để chén xíu đi. Chị chấm đi xíu nè. Rồi mà cha mẹ ăn bánh, mà cả nhà ăn bánh nha. Cha mẹ ăn bánh, mà cả nhà. Rồi để em lấy cho anh. Rồi. Em có đổ cái nào không? Em có. Bánh này ngon quá trời. Ngon chứ. Mi bữa nay đổ bánh ngon, khéo nữa à. Mi đẹp, mi đổ hả? Ừ. Giỏi gì ta. Một cái cuối rồi nè. Trời tiếng mưa nhán được luôn nè. Để lên đây. Rồi mời cái nhà bánh xèo gia đình nha. Nhà bánh xèo nha. Em có ăn rau không? Bánh xèo có rau không? Nói đi, quán thử đi. Anh nói gì con ăn, nhưng bánh xèo phải ăn với rau. Rồi mưa rồi, ăn trái mưa luôn. Biết lặt lá nói chung lên, giặt lặt cái giữa bỏ. Cái cảnh này bỏ nè. Ăn cũng là. Ăn luôn. Bánh xèo này ăn bóc không? Ngon quá. Ngon. Đây nhìn này. Ăn nhìn rồi. Có được không đi? Dạ được. Nước mắm trộn nước mưa rồi. Ngon không anh, ăn được không? Được, ngon. Em làm hai trái dừa đó, cho nó béo. Có bịch bầu làm hai trái dừa. Ừ. Ờ trời không vậy mà mình đi dưới mưa, có mưa gào nghe vậy đó. Mà vô nhà thì nóng lắm không? Trời ơi, cái... hơi được là khát quá lại bị ấy á. Anh bị không có uống được. Hồi nãy bánh xèo mình cuốn ngược lại rau được không? Con bánh xèo cuốn ngược lại rau, ngược lại rau gửi vô bánh xèo cuốn luôn. Nó sợ nó bể hả con, bánh xèo cuốn nhịn quá. Trời ơi, trời. Xèo này giòn quá trời chứ nhìn gì đó. Ôi nó giòn hả? Đổ gì không? Cái bùi hút gắt nó nguội lại không béo không? Con tre là nhân ngọt á anh. Này mới sáng nhân ngọt. Quá mưa rồi mẹ ơi. Rồi cả nhà ơi, mình đã làm xong, trời mưa cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Cả nhà thông cảm cho mình nha. Chào cả nhà. Nói ai á. Mưa quá mà vô nhà ăn đi. Vô nhà ăn nóng lắm. Trốn. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi.